Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Có lẽ đã hơn một tháng kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trong một video dài trên kênh Mê Khủng Long TV. Vì giai đoạn vừa rồi tôi không có nhiều thời gian biên tập video trong khi vẫn cần giữ tương tác cho kênh, thế nên tạm thời Dynomen chỉ đăng tải những video ngắn 1 phút, hy vọng là điều đó không khiến mọi người quá phiền lòng. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV quay trở lại với những câu chuyện khủng long và cổ sinh vật học. Kể từ khi bắt đầu hành trình của mình thì trong các video, Mê Khủng Long TV đã đề cập tới khá nhiều chi và loài khủng long. Nổi tiếng nhất thì chắc là khủng long bạo chúa rồi, còn ít nổi tiếng hơn thì có Europasaurus, Irritator, Oviraptor, Periasaurus, vân vân và mây mây. Tuy nhiên, loài khủng long mà chúng ta sẽ nhắc đến ngày hôm nay là một trường hợp rất đặc biệt. Có thể nói loài khủng long này chính là nỗi đau khổ vô tận với các nhà cổ sinh vật học chuyên nghiên cứu về khủng long mỗi khi nhắc đến nó, và cho đến tận bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thể nào hiểu hết về nó dù rất muốn. Vì vậy, ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Mê Khủng Long TV tìm hiểu câu chuyện về loài khủng long đặc biệt này, một câu chuyện có lẽ sẽ để lại nhiều tiếc nuối và đau đớn cho những ai yêu thích khủng long. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi! Cách đây chưa lâu, trong một lần lướt Twitter thì tôi bắt gặp một bài đăng của anh Brad Shelby, một nhà cổ sinh vật học nghiệp dư. Trong bài đăng của mình thì Brad đưa ra 4 nguyên tắc bất thành văn của giới cổ sinh, trong đó nguyên tắc đầu tiên khiến tôi cực kỳ chú ý. Brad viết, đừng đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc vào việc phục dựng Spinosaurus vì nó chỉ khiến trái tim bạn tan vỡ mà thôi. Spinosaurus, đó là cái tên có thể khiến bất kỳ ai say mê khủng long hào hứng khi nhắc đến, một trong những chi khủng long săn mồi lớn nhất từng tồn tại trong lịch sử, và bạn hoàn toàn có thể bỏ đi cụm từ một trong những nếu muốn khẳng định hơn nữa tên tuổi của Spinosaurus. Trong những ước tính lạc quan nhất thì nó hoàn toàn có thể đè bẹp vị vua không ai trong thế giới khủng long là Tyrannosaurus Rex về kích thước. Chính điều đó đã khiến nhiều người đưa Spinosaurus lên vị trí kẻ thách thức đối với khủng long bạo chúa, tưởng tượng ra một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai con khủng long săn mồi khổng lồ này nhằm tranh giành ngôi bá vương của các loài khủng long. Thậm chí các nhà làm phim còn giúp chúng ta thỏa mãn sự tưởng tượng đó bằng cách cho chúng đối đầu với nhau trong bộ phim Jurassic Park phần 3, trong đó người xem chứng kiến kẻ thách thức Spinosaurus bé cùng con Tyrannosaurus nhanh hơn cách điện lực cúp điện của bạn trong đợt nắng nóng hiện nay vậy. Có thể phần thắng thật sự giữa hai cái tên này sẽ là chủ đề gây tranh cãi từ năm này qua năm khác, nhưng không thể phủ nhận rằng đối với một bộ phận fan của khủng long, Spinosaurus chính là cái tên số 1 trong lòng họ, không cần bàn cãi gì thêm. Vậy thì lẽ ra thì các nhà cổ sinh vật học rất nên đầu tư thời gian và tiền bạc để tạo ra những bản phục dựng Spinosaurus hoàn chỉnh, thỏa mãn mong ước của rất nhiều fan khủng long yêu thích Spinosaurus chứ. Tại sao Brad lại quên lên làm điều ngược lại? Trước tiên thì chúng ta hãy quay trở lại một chút thời điểm đầu thế kỷ 20 để xem người ta đã khám phá ra Spinosaurus như thế nào. Đó là vào năm 1910, tức chỉ khoảng 5 năm sau khi Barnum Brown tìm thấy T-Rex tại Mỹ, thì nhà cổ sinh vật học lừng danh người Đức Ernst Rohmer bắt đầu dấn thân vào một chuyến thám hiểm đầy trắc trở mà ông vốn không hề biết nó sẽ mang lại cho mình những gì. Ban đầu thì dự định của Ernst Rohmer là đi tìm hóa thạch của động vật có vú cổ đại chứ không phải khủng long. Phần đầu của chuyến đi không thành công cho lắm khi Rohmer không thu hoạch được nhiều hóa thạch. Phần cuối với khu vực dự định khám phá là sa mạc phía tây của Ai Cập, hứa hẹn nhiều gian nan khi đây là một khu vực cực kỳ hiểm lánh và hiếm may đặt chân đến bởi điều kiện khắc nghiệt. Họ khởi hành vào ngày 3 tháng 1 năm 1911 và đến được ốc đảo Bahariya vào ngày 11 tháng 1 trong điều kiện thời tiết không ủng hộ. Họ phải chỉ đến 3 ngày khi mọi thứ dịu đi thì mới có thể bắt đầu việc đào bới. Tình hình có vẻ sáng sủa khi ngay trong ngày đầu tiên, Rohmer tìm thấy răng cá hóa thạch, đốt sống cá mập hóa thạch và gỗ hóa thạch. Đến ngày 18 tháng 1 thì ông tìm thấy 3 chiếc xương hóa thạch cực kỳ lớn. Phấn khích khi những phát hiện này, ông tiếp tục tìm kiếm và phát hiện thêm một mảnh xương trậu, một đốt sống, xương hàm và một cái móng vuốt khổng lồ. Trong vài ngày tiếp theo thì ông tiếp tục thu hoạch được nhiều hóa thạch quan trọng khác, và chừng đó là quá đủ để ông quay trở về như một người chiến thắng. Vào ngày 18 tháng 2 năm 1911, Rohmer quay trở về Đức với những hóa thạch mà ông tìm thấy để bắt đầu nghiên cứu và mô tả. Có đến 4 chi khủng long được xác định từ những hóa thạch này, gồm các Gerontosaurus, Egyptosaurus, Bahariasaurus và đương nhiên là cả gương mặt chính của video ngày hôm nay, Spinosaurus. Với cái tên dịch ra có nghĩa là thần lằn gai, sở dĩ Spinosaurus được đặt tên như vậy bởi từ các đốt sống của nó mọc ra những gai thần kinh rất cao, đó là điểm đặc trưng khiến nó khác biệt so với tất cả những loài khủng long khác, cũng như các loài khủng long cùng họ đại long xương gai. Và cho đến nay thì vẫn còn nhiều tranh cãi xoay quanh hình dạng thật sự cũng như chức năng của những cái gai lưng này. Hầu hết mọi người đều cho rằng những gai lưng của Spinosaurus được nối liền với nhau bằng màng da, tạo thành thứ có hình dạng như cánh buồm. Họ cũng phỏng đoán nó có nhiều chức năng khác nhau như để trang trí, hù dọa kẻ thù hay điều tiết thân nhiệt.
Và tất nhiên, kích thước lại là một điểm đặc biệt khác của Spinosaurus. Dù không có hai thạch đầy đủ như những hóa thạch đốt sống có kích thước khổng lồ của Spinosaurus, cho thấy Stromer đã tìm thấy một trong những con khủng long lớn nhất mọi thời đại. Ngay từ thời điểm được khám phá thì Spinosaurus đã được nhiều nhà cổ sinh vật học tin rằng nó là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị khủng long săn mồi lớn nhất. Friedrich von Huen ngay từ năm 1926 cho rằng Spinosaurus có thể dài đến 15 mét, tương tự là Donald Glut vào năm 1982, Gregory S. Spohn vào năm 1988 và Nasir Ibrahim vào năm 2014. Vào năm 2005 thì nhà cổ sinh vật học người Ý Dan Sasso thậm chí còn đưa ra con số khủng khiếp hơn. Spinosaurus dài 16-18 mét và nặng 7-9 tấn. Chiều dài này có thể nói là vượt khá xa so với chiều dài ước tính của những khủng long săn mồi khổng lồ khác như T-Rex hay Giganotosaurus. Tuy nhiên, ước tính vẫn chỉ là ước tính và những con số này chỉ thật sự thuyết phục nếu như có bằng chứng hóa thạch đầy đủ để củng cố. Vấn đề bi kịch của Spinosaurus đó là trong khi các nhà cổ sinh vật học vẫn chưa kịp tìm thấy những hóa thạch mới của giống khủng long này, thì vào năm 1944, một sai lầm của con người đã gây ra những mất mát không thể nào bù đắp được. Đó chính xác là ngày 24 tháng 4 năm 1944, tức cách đây hơn 79 năm, một cuộc không kích của không quân hàng gia Anh đã hủy hoại bảo tàng cổ sinh vật học ở Munich và toàn bộ những mẫu vật mà bảo tàng đang lưu giữ. Trong lúc đó, gồm bộ sưu tập của những hóa thạch mà Stromer khai quật trong chuyến thám hiểm Ai Cập của mình. Lẽ ra những hóa thạch này đã được cứu nếu như giám đốc phụ trách bộ sưu tập cổ sinh vật học của bảo tàng lúc đó là một nhà cổ sinh vật học trung thành với Đảng Quốc xã tên là Karl Berland nghe lời Stromer. Stromer cho rằng nên sơ tán các mẫu vật đến nơi an toàn hơn, nhưng Berland dạ sẽ tố cáo Stromer với cảnh sát mật bởi một trong những lãnh đạo hàng đầu của Đảng Quốc xã khi đó là Hermann Göring tuyên bố rằng không chiếc máy bay ném bom nào của đồng minh có thể lọt vào không phận Munich. Một gián điệp khác của bảo tàng khi đó đã âm thầm sơ tán nhiều mẫu vật nhỏ hơn trong một chiếc vali mỗi ngày, nên chúng đã được cứu khỏi cuộc không kích và vẫn còn nguyên vẹn cho đến tận ngày nay. Những mẫu vật Spinosaurus quý giá thì đã tan thành cát bụi mãi mãi. 7 năm sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Ernst Stromer qua đời trong cảnh nghèo túng, đồng thời ôm theo nỗi tức tưởi xuống mồ khi những hóa thạch quý giá nhất trong sự nghiệp của ông bị hủy hoại. Điều may mắn duy nhất trong sự việc này đó là vẫn còn đó những bức ảnh chụp cũng như hình vẽ của Stromer đối với các hóa thạch. Các tài liệu này sau đó được con trai của ông tặng lại cho khoa học. Dù vậy thì một số nghiên cứu sau này cho rằng bản thân những hình vẽ của Stromer không hoàn toàn chính xác. Đồng thời, các hóa thạch mà Stromer gán cho Spinosaurus rất có thể là hỗn hợp hóa thạch của nhiều loài khủng long khác nhau. Nhưng hiển nhiên những điều này không thể chứng minh hay xác thực bởi mẫu vật đã không còn tồn tại. Sau mất mát này, các nhà cổ sinh vật học quan tâm đến Spinosaurus đã cật lực tìm kiếm để mong tìm thấy thêm những hóa thạch mới của giống khủng long này. Đã có những mẫu vật được tìm thấy rải rác ở nhiều nơi tại châu Phi, chẳng hạn như Maroc, Algeria hay Tunisia. Tuy nhiên, họ không dám chắc liệu những mẫu vật này có phải cùng một loài với mẫu định danh của Stromer hay không. Và đến năm 1996, họ quyết định thành lập một loài mới nằm trong chi Spinosaurus, đó là Spinosaurus marocanus, để gán cho những hóa thạch mới. Cho đến nay, tính xác thực của Spinosaurus marocanus vẫn còn đang gây tranh cãi. Không chỉ vậy, còn có nhiều chi khủng long khác được xác định nhưng vẫn được cho là có khả năng đồng nghĩa với Spinosaurus, chẳng hạn như Siginmasasaurus hay Ocellia. Và tương tự như hình vẽ của Stromer, một khi không có mẫu định danh để so sánh thì chúng ta cũng gần như bó tay trước những giả thuyết như vậy. Cũng chính vì thế mà việc phục dựng sao chính xác ngoại hình, ước tính chính xác kích thước cũng như phân tích hành vi lối sống của Spinosaurus trở thành một trong những công việc khó khăn nhất. Không nói đâu xa, chỉ mấy 2 năm trở lại đây thôi, từ năm 2021 đến năm 2022, đã có đến 2 nghiên cứu khác nhau. Một khẳng định Spinosaurus là khủng long rất giỏi bơi lặn, dùng khả năng này để săn mồi. Nghiên cứu còn lại xuất hiện sau thì khẳng định Spinosaurus không hề giỏi bơi lặn mà chỉ săn cá bằng cách phục kích từ trên bờ. Còn trước đó thì ngoại hình của Spinosaurus dưới con mắt của các nhà cổ sinh vật học gần như thay đổi liên tục. Có lúc thì đi bằng 2 chân, có lúc lại đi bằng 4 chân. Hậu quả của việc chúng ta không tìm thấy bất cứ hóa thạch chi sau nào của Spinosaurus. Có thể nói Spinosaurus là loài khủng long duy nhất càng nổi tiếng bao nhiêu thì càng bí ẩn bấy nhiêu, hay như một tin báo từng viết, đó là quái thú bí ẩn nhất mọi thời đại. Vì thế, tin buồn cho các fan của Spinosaurus đó là cho đến nay chúng ta vẫn chưa có một hình dung chính xác về Spinosaurus, dù là ngoại hình, kích thước hay sức mạnh của nó. Thế nên đừng quá tin là Spinosaurus có thể dễ dàng vặn cổ T-Rex như những gì bạn thấy trên phim, cũng như sa đà vào những cuộc tranh cãi trên mạng, bởi những thông số bạn sử dụng hôm nay có thể sẽ lỗi thời vào ngày mai. Nhưng tin vui cho các bạn đó là các nhà cổ sinh vật học của chúng ta vẫn không hề nản lòng, bất chấp mọi khó khăn phải đối mặt. Họ vẫn có những chuyến thám hiểm dẫn sâu vào vùng sa mạc châu Phi để tìm hóa thạch mới, đồng thời còn nhiều những phát hiện và nghiên cứu của các nhà cổ sinh vật học khác trên khắp thế giới, với hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ lại đưa Spinosaurus ra ánh sáng. Dẫu biết rằng sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng hãy cùng chờ đợi các bạn nhé! Đó là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV rất vui khi nhận được những tin nhắn và bình luận của tất cả mọi người. Mọi người có thể theo dõi toàn bộ nội dung của Mê Khủng Long TV trên các nền tảng phổ biến như YouTube, Facebook hay TikTok. Hãy nhấn đăng ký và theo dõi để xem những video mới nhất của Mê Khủng Long TV các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.